Hoa Đà Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin mời quý vị đến với những hình ảnh rất đặc sắc để giới thiệu sự xuất hiện của khách mời nghệ sĩ đặc biệt ngày hôm nay. Đây là món gỏi ốc hoàng hậu. Rồi, mình ăn đi ha. Khẩu vị đây rất là ngon, đồ ăn hải sản thì rất là tươi. Chị sắp tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao nên chị tính là chút hồi á chị sẽ kiếm cái nguyên liệu gì đó để mang tới cho các bạn thí sinh của chương trình. Dạ. Em thấy sao? Dạ được đó chị. Chị đang tính muốn kiếm cái nguyên liệu gì đó cho các bạn thí sinh của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ. Chị thấy ở đây hải sản rất là tươi sống, em có thể tư vấn cho chị là mình nên chọn cái món gì cho nó ngon được không? Dạ được ạ. Cái này là con ốc hoàng hậu. Ốc hoàng hậu thì cái này là mình làm gỏi, gỏi ngót sen, gỏi xong sùng, nhúng mẻ, hấp gừng đều được luôn. Dạ. Có chị thấy cái con ốc hoàng hậu này hay á nha. Dạ. Hay là em cho chị con này nha. Dạ được ạ. Chị dạ, muốn bác chọn cái con này. Bác chị nhân con này nha. Dạ. Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Kính thưa quý vị, không ai khác, đó chính là nữ minh tinh màn bạc xinh đẹp kiêu kỳ Hiền Mai. Em chào chị. Chào em. Em cảm ơn chị đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn em. Chị ơi, hình như em coi bói á, thầy bói nói là kiếp trước chị tên là Thanh Xuân. Trời ơi, sao mà giữ hoài cái nét thanh xuân mãi mãi bền vững theo thời gian. Chị là một người rất là hòa đồng, dễ thương với đồng nghiệp, nhưng em biết tin chắc chắn là chị có một kẻ thù. Chị biết kẻ thù là ai không? Không, chị không biết. Thời gian. Thời gian là kẻ thù của chị hả? Dạ, tại vì thời gian không thể nào mà làm cho chị có thể lu mờ nhan sắc của mình được hết á. Trời ơi, bí quyết làm sao vậy chị? Bí quyết là chị ăn nhiều đó cưng. Ăn nhiều? Ừ. Mà ăn cái gì cho nó hợp lý nè? Nói chung là chị thích ăn. Chị ăn rất là nhiều và ăn đủ thứ mọi thứ trên đời. Trời. Cái gì mà ai mà con người ăn được là chị ăn được hết. Nhưng mà công việc rồi nghệ thuật nữa, tất cả mọi thứ đều rất là dày á. Làm sao chị có thể sắp xếp được công việc để có thể đảm bảo được cái chế độ dinh dưỡng của mình? Thật ra là khi mà có công việc nhiều thì mình chắc chắn là sẽ bị đảo lộn rất là nhiều cái thời gian của mình. Cái điều mà chị nghĩ rằng là chị giữ được sức khỏe của mình chắc có lẽ là vì chị vẫn ăn rất nhiều. Và chính cái điều đó làm cho chị sức khỏe của chị rất là bền bỉ. Hay quá, vậy đúng chương trình rồi. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của chị Hiền Mai để chờ đón xem chị có gu ăn uống như thế nào. Xin mời chị Mai tiến đến khu vực tủ lạnh. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của diễn viên Hiền Mai. Nhưng trước tiên chúng ta hãy gặp gỡ hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Là hai bạn nam rất dễ thương và cực kỳ hâm mộ chị Hiền Mai. Sẵn sàng tinh thần để nấu ăn cho chị ăn đấy. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chào đón hai bạn trai rất điển trai. Đó chính là Hoài Nam và Minh Khôi. Chào em. Trời ơi, đẹp trai thiệt. Dạ, cảm ơn chị. Đây, chị thấy đẹp trai không? Đẹp trai hơn MC rồi đó. Cũng được á. Dạ. Chào hai bạn, hãy giới thiệu về bản thân mình nào. Em tên là Nguyễn Phạm Hoài Nam và đang là sinh viên.
À, em xin tự giới thiệu, em là Lâm Minh Khôi, em hiện tại cũng đang là sinh viên. Toàn sinh viên không à? Mà sinh viên chị biết không, là sở trường nấu ăn rất là ngon, mì gói nè ha, rồi rau muống xào, mà rau muống luộc nè, trứng chiên đúng không cưng? Chị bữa nay đến đây nấu ăn mà không phải là cho một người bình thường, mà một người rất là đặc biệt là chị Hiền Mai đây, thấy hồi hộp không? Dạ cũng khá hồi hộp. Bình thường thì Khôi có nấu ăn cho ai ăn không? Dạ có, bình thường thì em là đầu bếp chính ở nhà. Trời giỏi vậy ta. Dạ. Còn với Nam thì sao nào? Ba mẹ cũng chỉ em nhiều nên là cũng biết được sơ sơ thôi. Giỏi á. Rồi bữa nay đến đây gặp chị Hiền Mai rồi, thần tượng của mình nè. Tình cảm của các bạn như thế nào dành cho chị Hiền Mai? Lúc trước thì em có xem bộ phim Tuổi Thần Tiên. Chị Hiền Mai thủ vai là cô giáo Mai nên là bây giờ vẫn rất là nhớ phim đó. Cảm ơn em. Còn em thì chị Hiền Mai là gắn liền với tuổi thơ của em. Ồ vậy hả? Là em coi chị qua ba cái bộ phim của Tích. Sự Tích Quả Dưa Hấu. Đúng rồi. Sự Tích Con Muỗi. Đúng rồi. Sự Tích con khỉ. Đúng rồi. Dễ thương quá. Như vậy thì ngày hôm nay sẵn với tình cảm đó, mình gói ghém đem vào món ăn tặng cho chị Mai nha. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá nào. Mở tủ lạnh ra. Đó. Nhiệm vụ của hai người chơi bây giờ sẽ quan sát và nhớ thật kỹ những món ăn này. Đây là những món ăn mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là có món nào chị Mai thích và không thích hay không. Trong đây có món chị thích hay không ạ? Có. Trong đây có món nào chị ghét không? Có. À có luôn. Giữa ăn với uống chị thích cái nào hơn? Thích ăn hơn. Chị ăn ngày mấy bữa? Ngày chị ăn 2 lần hoặc là lặt vặt thì có thể 3-4 lần. Giữa rau củ quả trái cây với lại thịt thà cá thì chị thích ăn bên nào hơn? Chị thích ăn hải sản hơn. Ồ, rồi cảm ơn chị. Rồi chúng ta đóng tủ lạnh lại nào. Đó là những dữ liệu đầu tiên để chúng ta nắm được cái gu ăn uống của chị ấy. Giữa các hương vị khác nhau rất là đa dạng, mặn ngọt chua cay đắng bùi gì đấy, thì chị thích những hương vị như thế nào ạ? Chị thích cay. Như vậy ngoài cay ra chị còn thích gì nữa không ạ? Cũng thích chua. À chị em phụ nữ thích chua mà. Dạ. Yeah. Ngọt. Ghét. À hèn chi, bởi vậy chị không tăng cân là đúng rồi, tại vì chị không có tiếp xúc nhiều với ngọt. Rồi mặn sao? Mặn không ăn mặn nhiều. Đấy, rất tốt cho sức khỏe, ăn vừa phải chứ mặn quá bị gút. Còn đắng thì khổ qua cũng ngon, chị cũng thích. Mắm tôm, mắm nêm này nọ. Mắm chị thích ăn mắm cá. Mắm cá linh. Còn dạng như mắm tôm, mắm nêm thì không thích. Ăn cũng được. Dạ cũng được. Đấy, đó là những cái khẩu vị, những hương vị mà hợp với chị Hiền Mai nhất. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng tiến vào bếp để chế biến thức ăn. Và bây giờ hãy sẵn sàng với vòng đầu tiên. Đây là phần để cho chúng ta, đặc biệt là hai người chơi, giành lấy quyền ưu tiên lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính sẽ đúng với sở trường của các bạn và các bạn tự tin hơn. Để giành được quyền ưu tiên này, rất đơn giản, trong vòng 60 giây chạy về khu vực trưng bày, lấy thật nhiều đồ ăn, mỗi lượt đi lấy được một món thôi. Và món đó các bạn phải đoán rằng sẽ hợp với khẩu vị của chị Hiền Mai. Rồi, sẵn sàng nha chị. Đếm ngược đi chị, từ 3 3 2 1 bắt đầu. Hết giờ. Rất tốt. Trời ơi quá trời ơi, thanh soạn quá. Bây giờ chị Hiền Mai muốn kiểm tra phần bếp của bạn nào ạ? Bạn Nam đi. Dạ rồi, bạn Nam là bạn đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 món luôn. Trong 6 món này chị Hiền Mai hợp khẩu vị mấy món ạ? Một món. Từ từ nha, để nhớ coi mấy dữ liệu nãy là chị có chia sẻ là chị không ăn mặn quá. Thì dường như ở đây khá nhiều món mặn, như thịt sườn nướng cũng mặn, trứng chiên mà trộn với thịt cũng mặn. Vậy là một món chị thích là món nào chị? Chị thích hải sản. À cá kho. Cá kho mà kho lạc nha, chứ phải kho mặn nha. Vậy là 6 món lấy quá trời luôn mà được một món. Hy vọng bên kia không được món nào mình thắng nha. Rồi chúng ta cùng với chị Hiền Mai kiểm tra bên phần bếp của bạn Khôi. Chà, Khôi lấy nhiều nha Khôi. 7 món lần Khôi ơi. Rồi trong 7 món này chị Mai thích mấy món? 4 món. Trời ơi, xuất sắc chưa? Món nào đi chị? Hạt hướng dương. Chà. Ốc len xào dừa. Khô mực và bạch tuộc. Chà, chỉ là hải sản mà. Rất thông minh. Như vậy chúc mừng bạn Khôi. Bạn đã có được quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính ngày hôm nay. Nhưng mà bạn Nam hãy cứ yên tâm, biết đâu được món kia hợp với mình thì sao? Dạ. Ôi chị ơi, chị, con này phải ong sủi không chị? Đây là con sao cái cồ. Cồ. Nó cồ thiệt chứ. Trời ơi ngon. Cái gì mà nó bự dữ vậy chị? Ngon. Dạ. Còn đây chị? Con này là ốc hoàng hậu. Chứ quan trọng là hai đầu bếp trẻ chúng ta có tận dụng được nguyên liệu này hay không?
có được bí kíp ngon mà nấu ăn không ngon thì phí quá. Bạn Khôi ơi, bạn vâng có ạ quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính á. Bạn chọn hoàng hậu hay cồ? Em chọn hoàng hậu. Ủa, tự tin, bạn ăn món này chưa? Dạ chưa. Chà, chưa mà dám thử sức với ốc hoàng hậu sao? Xin mời chị Hiền Mai trao cho bạn Khôi. Chúc mừng bạn. Thấy lạ quá mà. Đây là một món chị rất là thích. Nhưng mà báo trước với em là ốc hoàng hậu nó hơi bị dai. Dạ. Cho nên nếu mình chế biến thì nên làm sao cho nó mỏng. Dạ, thì nó sẽ wow ngon. Vậy là chị thưởng thức rồi đúng không chị? Em chưa, nên ráng nấu ngon ngon nha. Cho em ăn cái giới. Còn đây, như vậy là sò huyết cồ đã thuộc về bạn Nam. Xin mời chị trao cho bạn Nam. Món này chị cũng rất là thích luôn. Trời ơi, bình thường ăn nhỏ nhỏ thôi đã thấy thèm thích rồi lắm luôn á. Bây giờ nó chạm á, chắc ăn ngon dữ lắm nè. Nhưng quan trọng là các bạn ấy sẽ tận dụng những nguyên liệu phụ nào để có thể chế biến. Chứ bây giờ có mỗi hai nguyên liệu chính, chả lẽ bỏ vô nồi luộc. Đúng rồi, không ngon, ngon không ngon. Dạ, yeah. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng để cùng nhau tiếp sức thực phẩm. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với phần tương tác rất hấp dẫn giữa các fan hâm mộ và thần tượng của mình. Cụ thể là chị Hiền Mai sẽ đứng ở vị trí xoay lưng lại với màn hình. Chị không có biết được cái đề bài đang xuất hiện ở sau lưng mình. Chỉ có người chơi đầu tiên, đó chính là bạn Khôi. Bạn sẽ phải cố gắng làm sao nhìn thấy đề bài và gợi ý cho chị ấy và mô tả làm sao hình thể như thế nào thật là rõ ràng, là chi tiết, để chị ấy đoán được món nguyên liệu đó là món gì. Và chị ghi nhớ 60 giây đầu tiên để tương tác và ghi nhớ toàn bộ những nguyên liệu phụ đó. 30 giây tiếp theo là chị Mai đi chợ, chị chạy về khu vực này lấy hết những gì mình nhớ và hợp lệ đem về cho bạn Khôi và chờ đợi xem là người nào sẽ chơi xuất sắc nhất. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Đây là một cái loại mà thỏ rất thích ăn. Cà rốt. Giỏi, hay quá. Nước hoa thì có mùi gì? Mùi thơm. Trái thơm. Không phải. Tiếp đi em, tiếp đi. Có món gỏi là có gì? Rau thơm. Chính xác. Giỏi quá. Rất là chua. Chanh. Không phải. Làm mà món lắc. Muối ớt, muối ớt. Trái mừng. Không phải. Khổ qua cho qua đi. Chua. Cho qua đi, cho qua đi. Chua. Cho qua đi, cho qua đi. Cho qua, qua. Cho qua, cho qua, cho qua. Khi mà mình làm cái nguyên liệu này mình phải có một cái chén nước bên cạnh để không là bị chảy nước mắt. Hành tây. Chính xác. Yeah, yeah, yeah. 5 4 phụ nữ 3, hay đắp lên mặt để dưỡng da. 2 Dưới leo. 1 Chính xác. Hết giờ. Rồi. Hết 60 giây rồi. 30 giây tiếp theo chị đi chợ. Chị nhớ nãy giờ mình nhớ được món nào, đoán được trúng cái nào thì mình lấy cái đó. Đúng rồi, đúng rồi. Chị lấy chính xác lắm. Đừng nên lấy những gì mà mình không đoán trúng hay không hợp lệ. Ráng lên nào, cố lên nào. Đó, một mình chị hay nha. Gánh hết nguyên cái chợ luôn. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại đề bài. Đầu tiên là cà rốt. Có cà rốt không nào? Đây. À, thấy rồi, thấy rồi. Rồi, tiếp theo. Rau thơm. Cá lô. Tiếp theo. Quả xoài. Tiết quá. Trời. Tiếp theo. Hành tây. Hành tây, cá lô. Có không ạ? Chính xác. Và cuối cùng là dưa leo. Ngay những giây cuối cùng luôn vẫn hợp lệ. Như vậy là trong 5 nguyên liệu bạn đang bị thiếu mất nguyên liệu. Chị Mai sẽ chịu trách nhiệm về phần thiếu này để đem về lại cho bạn Khôi, chị Mai nhé. Và bây giờ xin mời bạn Nam vào vị trí. Và bây giờ hãy sẵn sàng với lượt thi đấu của bạn Hoài Nam. Và chắc chắn là rút kinh nghiệm ở phần thi đấu của bạn Khôi rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Có một cái phim có mang tên loại này mà mình hay sử dụng để ăn trong bữa hàng ngày. Có nhiều tinh bột. Bác nông dân hay làm gạo, gạo, gạo. Dạ. Ở một loại gạo mà trong một bộ phim. Gạo lứt. Không phải, phim. Tiếp đi em, qua đi. Khó cho qua đi. Cụ đi cho thỏ ăn. Thỏ ăn hả? Cà rốt. Dạ đúng rồi, có rất nhiều đạm. Thịt. Thịt gì? Uốn yến. Con heo, thịt heo. Nãy đi. Nhảy lớn không còn nhiều thời gian nữa. Cay. Ớt. Dạ không. Không phải. Màu vàng trong màu vàng. Bồ tạc. Không phải, dạ. phải. Wasabi. Trong cái củ đó là màu vàng. Phạm quy rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi 30 giây. Đi lấy đồ đi chị. Chà căng à. Hai này căng à. Lần này thì chị Hiền Mai đoán có số lượng ít hơn nên chị đi rất là thông thả, thấy không? Chứ không mất thời gian là hết giờ rồi không chạy về kịp đó. Thích cái này. Thời gian sắp hết rồi chị ơi. Còn chưa đầy 10 giây nữa. Cố lên nào. Ok. Bộ phim nào 4 chữ có liên quan tới gạo? Gạo nếp gạo tẻ. Gạo nếp gạo tẻ. Đầu tiên, gạo nếp gạo tẻ. Chà, chúng ta tốn khá nhiều thời gian cho cái đáp án này. Tiếp theo, cà rốt. Chính xác, có cà rốt. Đó, như thịt heo nè. Chị đoán đúng luôn mà chị quên mất. Chị nhìn cái cục đó, chắc là cục thịt bò. Nên chị không lấy.
Tiếp theo nào, củ gừng. Trời ơi Nam ơi, em nói cay cay đó chị, cay chị ai mà nghĩ ra gừng đâu trời. Tiếp theo, hành tây. Tiếp tục nào. Hết rồi, như vậy chúng ta đang bị thiếu thịt heo, củ gừng với gạo nếp gạo tẻ hả? Sao thiếu nhiều vậy? Thiếu gần hết luôn. Cha, trách nhiệm này thuộc về chị đó chị Hiền Mai ơi. Xin mời quý vị hãy đến với hình phạt dành cho nữ diễn viên Hiền Mai để chúng ta cùng chinh phục khẩu vị ngôi sao. Ai hi, chúng tôi đã quay trở lại và bây giờ sẽ là hình phạt dành cho chị Hiền Mai. Trời ơi, không ngờ cũng có ngày chúng ta được cùng thấy thần tượng của mình bị phạt. Mà bị phạt đáng yêu lắm quý vị. Hãy cứ yên tâm, nhan sắc của chị Mai vẫn được bảo toàn. Nhiệm vụ rất đơn giản. Chị Mai cho em hỏi nhỏ, cái chị có hay nghe nhạc phim không? Không. Xong phim luôn. Cái hình phạt này liên quan đến nhạc phim chị ơi. Tụi em sẽ bật ngẫu nhiên những đoạn nhạc phim. Chị phải đoán cho được. Rồi, đoán xong. Được là em sẽ cho nổ một trái bóng. Đoán ra khúc nhạc nha. Phim không có nghe. Thì hên xui đi, ai biết được, lỡ có phim chị đóng thì sao? Rồi. Đừng nói về phim chị đóng, chị không nghe luôn đó, chị không coi. Rồi chị chích nhẹ lên bước nè. Chuẩn bị, âm nhạc bắt đầu. Bây giờ chị chỉ còn kể tên đúng cái phim hay là đúng cái bài hát tên thì là được. Chị, đang mà rồi. Đó là cô bà Sài Gòn. Tiếp tục nè. Thôi được rồi, em sẽ cho chị quyền ưu tiên luôn, là được quyền trợ giúp của hai bạn trẻ nha. Hai bạn mà trợ giúp được chị Mai là chị Mai thoát nạn. Biết không mấy em? Cổng mặt trời. Ok, đó, đó, cho nghe câu đầu thôi. Đoán đi, đoán đi. Cổng mặt trời. Đoán đi. Cổng mặt trời. Cổng mặt trời là tên phim, còn tên bài hát là gì chị? Ủa mắc cười. Hồi nãy em nói là đáng tên phim là được rồi. Ok, ok, coi như được một cái đi. Dạ, rồi. Tên chính xác của bài hát là Giấc mơ ngày xưa. Được, một đáp án rồi. Ráng lên chị. Chị chỉ cần ba đáp án thôi là em cho chị qua. Phải nghe lời bài hát đâu. Hai cô tiên là hai cô tiên. Hai cô tiên. Bài gì vậy, bài gì vậy? Hai cô tiên. Chính xác. Ráng lên cái nữa chị, là chị thoát nạn. Giờ em nâng cái khó nè, không cho ca sĩ hát luôn, nghe intro đầu thôi. Bài này nổi tiếng lắm đó. Mùi ngò gai. 5, 4, 3, 2. Hết giờ. Đáp án chính xác là ca khúc Dòng Thời Gian, nhạc phim Mùi Ngò Gai. Thôi em đúng rồi đó Khôi. Tiếc là chị Mai không nghe lời Khôi thôi. Nào cố gắng lên, vẫn còn một bài nữa. Trời dễ quá. Chị Mai, em chưa 18. Okay. Chị ơi, phim này là cú hit phòng vé luôn á chị. Chị cũng biết cái bài này mà chị quên tựa. Mới Tết năm ngoái thôi, bây giờ chị nấu cái tên phim cũng được. Em chưa 18. À đúng rồi, em chưa 18. Chính xác, chúc mừng chị vượt qua được 3 bài hát. Cảm ơn em. Chúc mừng chị. Như vậy là chúng ta đã có được những nguyên liệu phụ, đi lấy nguyên liệu thôi. Và bây giờ thì hai bạn cũng đã sẵn sàng với những nguyên liệu chính và phụ rồi. Chị Mai, chị đã ăn ốc hoàng hậu rồi. Nhưng mà chị có nhớ cái món mà mình được ăn hồi trước chế biến như thế nào không? Chị ăn gỏi ốc hoàng hậu. Bây giờ mình thấy bên kia là có xoài, rồi có rau này nọ. Liệu rằng có phải gỏi nữa không ta? Nếu mà hợp lý mình làm thì gọi thử gỏi coi sao. Còn nếu như bạn sáng tạo hơn nữa, càng hoan nghênh, miễn ngon miệng là được. Rồi còn bên Nam nè, chị cái món hồi trước chị ăn sò huyết cồ chưa? Nướng mọi. Nướng mọi. Tùy thuộc theo bạn Nam thôi đó. Để coi bạn tận dụng được hết tất cả những nguyên liệu phụ này hay không nhé. Chúc cho hai bạn sẽ nấu ăn thật là thành công ngày hôm nay. Cảm ơn. Và bây giờ xin mời người đẹp mình đi spa thư giãn xíu đi chị.
như vậy thời gian đã kết thúc. Và rõ ràng hai thành phẩm gói ghém rất nhiều tình cảm của hai Final One ngày hôm nay, đó chính là bạn Nam và bạn Khôi, đã trình bày hết sức xuất sắc. Một bên á là không biết món gì đây Nam. Cháo sò huyết ạ. Cháo sò huyết. Cháo sò huyết. Rất đơn giản, cháo sò huyết, ăn vô thấy bổ máu rồi. Còn đây? Đây là gỏi ốc hoàng hậu. Trời ơi, Khôi chọn gỏi ốc hoàng hậu theo đúng như lời tư vấn mách nhỏ của chị Hiền Mai liền. Mời hai bạn Khôi và Nam vào vị trí. Chị là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, chị có quyền lựa chọn thưởng thức món nào trước? Muốn thử cái món này trước. Gỏi hoàng hậu. Gỏi hoàng hậu, gỏi ốc hoàng hậu. Về điểm trang trí là 10 điểm không chị? 10 điểm, 10 điểm. Dạ. Chị không chờ đợi em được đâu. Dạ, dạ, em mời chị. À, Khôi ơi, món này thường mình ăn gỏi, mình hay ăn với nước mắm pha. Còn riêng với món gỏi này, tại sao bạn lại lựa chọn loại nước chấm này? Nước chấm này là em đặc biệt em làm có một chút dầu mè trong đó nữa. Uh-huh. Nên là mình khi mình chấm với cái ốc này nó sẽ ngon hơn. Cái độ ngọt của ốc hoàng hậu có cái độ chua cay. Dạ. Và đúng thứ mà chị thích á. Dạ, 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 dạ. Và ốc được sắc mỏng, ăn không hề bị dai. Dạ. Ốc làm chín tới. Oh. Rất là ngon. Bí quyết nào bạn làm cho loại ốc này không bị dai? Em phải luộc cái ốc này với cái mức lửa vừa thôi. Sau khi luộc xong thì em sẽ ngâm với nước đá để thịt ốc nó được giòn hơn và nó không bị dai. Em thử đi. Giòn dữ vậy. Ăn rất 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 rất. Qua cái món ăn này bạn muốn có lời chúc nào dành tặng cho chị Hiền Mai? Hôm nay em chọn cái ốc hoàng hậu này gọi là tình cảm của em dành cho chị. Và chúc chị sẽ luôn luôn tỏa sáng trên sự nghiệp của mình. Yeah. Cảm ơn em nhiều cảm lắm. Cảm ơn bạn. Xuất sắc. Em thử cái này nha. Dạ, bây giờ em xin mời chị. Okay. Dạ. Mình trả cái khẩu vị mình về con số 0 để mình giữ công bằng cho món này. Nam ơi, món ăn này bạn muốn chúc cho chị Hiền Mai sao nè? Tại vì em thấy là tất cả diễn viên thì mình hay đi quay đêm á, nên là sức khỏe mình sẽ không được đảm bảo, nên là em nấu món cháo sò huyết để giúp chị có khi mà mình ăn xong mình sẽ bổ sung thêm đạm và bổ máu cho mình để có chất dinh dưỡng hơn. Hợp lý quá. Cảm ơn em rất là nhiều. Xuất sắc. Mà ăn đêm thì lại ăn cháo thì là nó ấm bụng nè. Nó ấm bụng, nó tiêu hóa tốt. Tiêu hóa tốt nó nhanh nữa. Đó. Trời ơi thèm muốn chết luôn, em thèm nãy giờ luôn á. À, cảm ơn chị. Wow. Màu sắc hòa quyện đẹp quá. Ngon á. Và rõ ràng cái phần huyết của con sò này nó đã hòa lẫn vào bên trong của chân cháo rồi. Rất là ngọt. Ngon. Cũng the the nè, cho chút xíu tiêu đúng không ạ? Dạ. Ấm bụng liền, ấm bụng liền. Ngon, 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 ngon. Sò huyết này bạn làm không có dai nha. Cũng giòn giống như bạn kia luôn nha. Bí quyết nào? Em không có luộc chín, em chỉ luộc tái thôi. Sẽ có giữ cái huyết của nó ở trong đó. Như vậy là vừa với độ nóng vừa phải là cháo và cái sò nó sẽ chín tới luôn. Hay quá. Nhưng mà bây giờ quay trở lại với nhiệm vụ chính của chị Hiền Mai. Thưởng thức đồ ăn ngon, thưởng thức trai đẹp. Đầy đủ hết rồi. Bây giờ chị hãy cho kết quả đi ạ. Thật sự thì hai món nó khác nhau, cho nên cái sự độc đáo của hai món là độc lập hết. Nó độc lập hết. Dạ. Nhưng mà thật trong lòng chị á, thì chị thích món này. Tại sao? Ăn rất là ngon mà cái sự trang trí nó rất là kỳ công. Dạ. Thì mình cảm thấy rất là thích cái món này. Dạ, chúc mừng. Như vậy là chúc mừng bạn Khôi. Bạn đã chiến thắng ngày cảm hôm nay của Công Việc Ngôi Sao. Rất là ngon. Và cũng chúc mừng luôn món cháo sò huyết. Cháo sò huyết cồn. Rất là ngon luôn. Nam. Rồi, chúng ta lại đây nào. Đầu tiên xin mời chị Hiền Mai sẽ trao tặng phần thưởng dành cho người về nhì ngày hôm nay là bạn Hoài Nam với một voucher trị giá 500.000 đồng của nhà tài trợ cùng với một phần quà của ban tổ chức chúng tôi. Chúc mừng em nha. Chị Hiền Mai còn nữa nè. Đây. Chúc mừng Nam. Chúc mừng em. Xin mời chị Hiền Mai sẽ tiếp tục trao thưởng một phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt cùng với một voucher trị giá 1 triệu đồng của nhà tài trợ với một phần quà của ban tổ chức. Chúc mừng em nha, một món ăn rất là xuất sắc. Trời ơi, cảm ơn em. Xứng đáng quá. Cả hai món ăn đều xứng đáng với những tình cảm mà chị Hiền Mai dành cho các bạn ngày hôm nay. Không biết là Hoài Nam cảm giác như thế nào khi mà chị Mai cũng rất là thích món ăn của mình. Em cũng có một cái vinh hạnh lớn là khi được nấu ăn cho chị Hiền Mai ăn. Dù mà không giành chiến thắng nhưng mà cũng là một niềm vinh hạnh lớn trong cuộc đời em. Cảm ơn em. Kiếm tốt quá, cảm ơn bạn rất nhiều. Còn với Khôi thì sao nào? Trước giờ em không nghĩ là mình có thể đứng đây, đứng kế chị. Chứ đừng nói chi là đến nấu ăn. Thấy chị là nói chung là trên TV là em rất là ngưỡng mộ rồi. Hôm nay được nấu ăn cho chị là một cái vinh hạnh rất là lớn. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và đặc biệt là cảm ơn chị Hiền Mai. Chúc cho chị mãi mãi thanh xuân như vậy, tươi trẻ như vậy và luôn thành đạt chị nhé. Cảm ơn em. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.